chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo mình. Đó, hiện tại trên tay mình đang là cái máy hút bụi Panasonic, cái mã của nó là MCIN63S đúng không? À 635. Đó đây, hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nhé. Thì mình ví dụ như mình có thể là sử dụng hút bằng cái đầu này luôn được này. Hoặc là chúng ta có một cái chổi dài như này. Thì mình sẽ cắm vào như này để mình hút, mình đỡ phải cúi xuống các góc cách nhé mọi người nhé. Đó, ở đây thì chúng ta chỉ cần cắm cái điện vào cái góc kia thôi. Đấy, và chúng ta bật nút lên là chúng ta hút. Nghe như thật. Đấy. Đây, mình ghi này thôi này. Đó, nó hút rất là mạnh nhá, đấy mọi người thấy không? Đấy, đấy. Mọi người có thể thấy cái tép này. Cái hút này, đấy. Mình hút bụi xong này mọi người này, thì chúng ta sẽ có cái phần mở rác ở đây nhá. Đây chúng ta sẽ mở cái lẫy này ra này, nó có hai cái lẫy hai bên đó, và mình mở cái này ra. Ở bên trong thì sẽ có cái thùng rác bên trong này mọi người này. Đó, đây mình sẽ nhấc ra này. Đấy, rất chi là bẩn nhá, thì mình sẽ không bỏ A nữa mọi người ạ. Ở đây thì là nó sẽ có một cái màng, cái màng nọc này. Cái màng nọc này thì để tránh những cái vật hút lên cái bộ máy này nhá mọi người nhá. Ở trên đây là cái máy của nó, cái máy hút. Ở dưới này thì là rác, ở bên dưới nó sẽ có cái màng nọc này. Đó. Ở đây thì bẩn nên mình sẽ không bỏ ra nữa mọi người nhá. Mình sẽ đóng lại. Đó, nó chỉ dùng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và hữu ích thì cho mình like đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình. Rồi mình sẽ khép lại video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nhá.